Quá luôn. Đó bà bà nữa. Bà bà giờ coi lên thử coi vợ của đau. Là đau. Đau chỗ nào nhiều? Rồi. Được. Ồ. Được rồi. Ok. Rồi sổ 7 năm rồi, rồi sổ được à. Rồi, bây giờ chị dở tay lên coi hết nha. Hết đau chưa? Còn thứ cái đẹp không? Rồi. Nhìn qua đây. Qua đây, đi quý, đi quý. Rồi, tôi cần thấy. Nóng gì nè. Rồi, ok. Đó, nghe có rắc không? Đó. Trời ơi, cổ rơi rụng hết rồi. Rồi xuống đây chút. Bây giờ vô lên hết tao rồi. À, có rồi. Bình tĩnh. Mà sao bị hấp tấp quá. Ngon quá rồi, hấp tấp quá. Rồi, ngồi lên. Chích quên anh chút. Đó là làm cho đủ bộ đúng không? Coi như là công cán là đi từ Nha Trang là vô đây coi như là đền bù đủ rồi không? Ok, được rồi nha. Ôi trời, nghe sướng quá ha. Rồi. Chưa đâu. Bên kia, quay đầu qua đây. Rớp rớp, xương cốt rồi nó rã rời hết. Rồi, nằm lên. Rồi, chặt nước cổ lên. Đi. Để xích lên đi chút xíu, lên đi chút. Đó, đúng rồi. Cái đầu lên. Đó, lên. Đây. Giờ cái đầu lên thì cũng ra. Rồi, rồi, về nha. Rồi, dịnh giùm em. Rồi, ngồi dậy đi. Bây giờ chị ngồi đứng dậy kia là xoay trở tay chân người cho mọi người xem con sao rồi. Con làm chưa? Rồi, xoay tay xoay chân người hết đi. Tứ phía hết. Rồi. Sao rồi? Không. Cho nó khoan. Tôi nãy giờ giải quyết cái này thôi. Bây giờ phía trên này cái đầu cái cổ này sao rồi? Bớt rồi, bên này đau, giờ bớt cái chỗ này rồi. Rồi cái đó không quan trọng. Giờ tôi nói trên này tay như này chị giơ lên hết đau chưa? Hết. Ok chưa? Hết rồi phải không? Đó bây giờ mới giải quyết cái chân. Rồi nằm đầu kia đi. Trời ơi. Nè, chân nặng lắm. À quên, ngồi xuống đứng dậy cho mọi người coi đi chút xíu rồi mình mới ngồi xuống đứng dậy mới khác chứ. Rồi ngồi xuống. Xích ra nhìn đúng rồi đó. Trời, nhìn con chán không? Rồi đứng dậy. Rồi, ngồi xuống cái nữa cho nó mây. Đó, ok. Nha. Rồi, đứng dậy. Rồi, qua đây. Bỏ. Rồi, nằm thẳng lên người ra. Thả đi về con chứ mềm chứ mềm chứ nha mềm rồi trời chết rồi đó, xương cốt rắc hết em đấy rửa lại khóc
thôi giờ đó nhẹ nhàng thôi, bà đừng có làm, tôi làm sao làm bà đừng làm theo. Chân bên đây đang nhiều hơn đúng không? Đấy, chị tỷ lại cái này chút xíu. Cái rùi. Trời ơi, mỗi tay mỗi chân hết. Rồi, xích lại đây, nằm bên kia ra. Đi nghiêng mặt quay ra ngoài. Rồi, sang đây. Đấy, ok. Một tay lên. Chân này dài ra. Dài ra đó, chân nó cong lên, đúng rồi. Đó. Ồ. Rồi xin ra qua đây ra đi chút, đúng rồi. Yên ha. Rồi quay mặt qua bên kia. Rồi xích sát qua đây. Ok, rồi co giò lên đó vậy đó. Ok. Đó, ngon lành quá ha. Nghe sướng quá ha. Rồi, thẳng cái chân ra đó vậy đó. Không, cái này sẽ thẳng đây đó vậy đó. Ok. Rồi. Bước xuống. Sướng ghê không? Bà thở phù phù, tôi cũng thở phù phù. Rồi hai chân xếp lại. Rồi ngồi xuống, ngồi thẳng xuống luôn. Rồi ngồi lên sao? Đứng dậy. Rồi ngồi xuống. Đứng dậy. Rồi ngồi xuống. Đứng dậy. Rồi bây giờ quay qua đây ngồi xuống đứng dậy cho mọi người thấy hết hồn nha. Xích lại chút đi, ngồi xuống. Xích ra ngoài đi, đây là bốn cái bàn đằng sau nè. Đó, rồi. Ngồi xuống cho mọi người thấy cho ngon. Đấy, đứng dậy. Còn đầu gối phải không? Ừ. À, cái đầu gối còn chưa có ngon phải không? À, ngày mai bắt đầu học tới cái bài mà thần kinh toán thì sẽ điều chỉnh cái đầu gối ngon lành. Ha. Nhưng bây giờ này lưng biết làm sao rồi? Rồi, lưng em chưa? Rồi. Lưng nghiêm rồi cổ rồi ngon lành hết chưa? Đau có nghĩa là đứng lâu lâu cái đó xuống dưới chứng không? Ừ. Dạ mà phải đau xuống cái này xuống. Rồi. Mà giờ thì ngon lành hết rồi. Ok. Rồi. Cầu gối thôi. Cầu gối. Ngày mai bắt đầu mình sẽ học tới cái đó. Ok. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.